Trường Phát xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em lại giới thiệu đến mọi người một cặp loa của hãng JBL. Đây là dòng loa kiểm âm với cấu hình là 3 đường tiếng, một bát khoảng 18 và một loa lời 10 cm và một loa check. Dòng loa này thì ở Việt Nam ít thấy, chỉ có những trên trang web của nước ngoài anh ta đang rao bán như eBay hoặc là Amazon. Loa này thì nó dùng thiết kế dùng để có thể treo tường. Đây kích thước của loa đây, em đo luôn kích thước loa bát này. Cả viền là 19 cm nhé. Và loa chung nó 10 cm. Loa thì được thiết kế là gân cao su này. Gân cao su màng nó màng cứng, được tráng một lớp nhũ màu bạc. Sơn nhũ màu bạc. Và xương của loa là xương gang đúc chứ không phải là nhựa nhé. Loa được thiết kế để chống thời tiết, chống nước nên là có thể lau chùi không vấn đề gì. Loa chung cũng vậy, gân cao su và màng sáng một lớp bạc. Kích thước chiều dài của loa là 37 nhé, 37 cm. Và chiều rộng của nó là 26. Ở loa được bắt ra bằng ốc lục năng, tất cả là ốc lục năng. Đây, em đã tháo sẵn ra để tí nữa chút nữa là mở cái củ loa bát ra để cho mọi người để xem nội thất của loa đó, ốc của loa đấy. Đây là e căng của loa, do viền nhựa ở trên mặt nó là lưới lưới nhôm hay lưới gì đó nhưng nó không phải là sắt nhé. Cạo ra thì nó là màu trắng thôi, nó là chống hàn gì luôn, nên là kể cả nước vào nó không hàn gì. Đây là chiếc thứ hai này, chiếc thứ hai cũng vậy. Đây em soi để cho mọi người xem cái mặt trước của loa này. Đây là chiếc loa chung. Loa chung thì cái rốn này có một chút, nó hơi bị móc một chút thôi. Đó. Nhưng nó vẫn còn zin nhé, chưa có tháo ra, chưa thay thế sửa chữa. Tất cả loa là zin. Đây là loa check này. Mặt trước của loa còn khá đẹp vì nó có e-căng bảo vệ. Rồi, đây là mặt sau, để em cho các bạn người xem thông số bên sau của loa đấy. Loa cũng khá nặng, khoảng độ 5 kg một chiếc. Nó là nhựa cứng nên là khá nặng tay. Đây thông số của loa đây. JBL. Hãng sản xuất Studio Sri S36AW2 là mã. Vâng, dòng loa này nó có dòng loa S36 nhé. Đây là S36AW2 là mã. Trở kháng là 8 ohm. JBL đây là công ty Harman, công ty quốc tế Harman và JBL. Và cái cầu loa thì nó hơi xấu một chút. Đây không biết là bác nào cái đã hàn trực tiếp cái dây loa vào cái cầu loa để không phải xoáy, nên là có dây loa thì bắt vào luôn vào đây. Nhìn đó có thể là nó không được đẹp mắt lắm, nhưng mà cái dây loa nó đồng nó cũng rất là to nên là tín hiệu âm thanh chắc là cũng bảo đảm. Bác nào có cầu loa khác có thể bắt vào thay thế, nhưng em cứ để nguyên
nó là cái cầu loa còn zin này. Đây nhìn nó, nhìn cái đồng của nó, màu đồng của cái cầu loa rất là vàng đó, vàng bằng đồng hay bằng vàng gì không biết, nhưng nó rất là màu, rất là vàng. Và cái loa của hãng nên là cái tem mác mới xịn của nó rất là sắc nét. Ok, vì thông tin của dòng loa JBL S36 này ở Việt Nam nó không nhiều nên là đây em vừa lên trang web của nước ngoài thông tin về loa S36 đây, dòng loa Studio Bookshelf của JBL S36 AVK253, công suất là 150W một chiếc, chiều kháng là 8 ôm, độ dậy là 90, trọng lượng là 5 kg một chiếc đó. Nhà chế tạo JBL nên là mọi người yên tâm, nó là loa chính hãng của JBL sản xuất nhé, không phải là loa hàng nhái. Nó các thông tin đều có ở trên trang web, công suất khuếch đại tối đa 150W một chiếc, các thông tin đều có đầy đủ. Đây là trang web của nước ngoài nhé, em dịch sang tiếng Việt để cho mọi người đọc cho nó dễ đấy. Rất nhiều thông tin về dòng loa này được đăng ở trên những trang eBay hay là Amazon. Amazon đấy. S36 AVK253. Loa ngoài trời hoặc trong nhà đó, có thể sử dụng ở ngoài trời hoặc trong nhà. Sau, giá của nó là 549 đô. Đó, nếu mà giá này thì có thể là loa mới rất là đắt, hơn 10 triệu. 549 đô mà đổi sang tiền Việt thì nó hơn 10 triệu một cặp này. Ở đây nó là loa mới, đây là nó là loa cũ. Loa cũ thì giá của nó thì cũng tùy từng chỗ bán và tùy từng chất loa. Em xin tháo một bên loa ra để cho mọi người xem luôn cái nội thất của loa. Wow, đây là củ loa các bác ơi, củ loa rất khủng nhá. Đây, củ loa to được là 11 cm, 11 cm. Các thông số số dọc ở bên mặt sau nhé, cũng là rất nặng. Đây là cái bông nót tiêu âm, bông nót tiêu âm màu trắng. Em cho các bác xem luôn cái củ loa chung, đã tháo thì tháo hết luôn nhé. Ai già, củ loa chung cũng rất là gấu, từ rất nặng. Và từ loa đều được bọc rất là kỹ màu vàng.
Đó, đây là hai củ loa bass và củ loa chung của loa JBL S36. Đây là củ loa của JBL S36 nhé các bác nhé. Màu vàng rất đẹp. Ok. Em lại soi phần tần. Phần tần tất cả phần tần tụ và ấy đều có dập chữ của JBL bên trong nhé. Đây, phần tần rất là dài. Tất cả tụ đều có chữ JBL và em đếm được nó có khoảng độ 4 cái quận cảm, 4 5 quận cảm. Và rất nhiều tụ. Rất nhiều tụ to. Phần tần rất dài và rất nhiều linh kiện. Ok, em test qua một đoạn nhạc. Xa khoảng 10-15 mét nghe tiếng bát rất là rõ. Ok, loa còn zin đẹp các bác nhé, em bao zin cho các bác. Con nào muốn ghép thêm vào bộ karaoke, có một cặp loa rồi thì có thể ghép thêm cặp loa này vào để chơi hai cặp loa nếu dùng đẩy hoặc là âm đi có công suất lớn. Và giá thì em để ở dưới bài nhé. Bác nào thấy được thì liên hệ với em qua số điện thoại 0935 668 698. Vâng, xin chào tất cả mọi người.